Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 sẽ gửi đến một các bạn một dự án chương trình iRep của một cái sàn Uplock, hướng dẫn các bạn nhận tham gia chương trình nhận 5.000 tóc cần ULT. Đầu tiên các bạn đăng ký một cái tài khoản, đầu tiên là name, email, password, xác nhận password, số điện thoại, chọn quốc gia Việt Nam, rồi nhập vào tôi đồng ý điều khoản, bấm nút register nha các bạn. Rồi các bạn vào mail mà verify nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra, các bạn vào mail verify các bạn. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình các bạn. Các bạn chờ chút nha các bạn. Rồi các bạn vào thư spam nha các bạn. Các bạn lít qua 3 dấu gạch nè. Rồi các bạn vào thư spam nha các bạn. Sao gặp thư mình bị lỗi sao mà mình làm cái chương trình gì nó cũng không gửi mail vậy chứ tôi. Rồi các bạn ơi, nó gửi về hộp thư chính luôn các bạn ơi. Các bạn nhớ xem video hết video nha các bạn, từ từ các bạn. Rồi các bạn quay được verify email nha các bạn. Các bạn nút verify nè. Rồi các bạn bấm vào tôi không phải là người máy nha các bạn. Chọn đèn giao thông các bạn. Dễ mà. Rồi các bạn bấm nút xác minh nha các bạn. Rồi các bạn bấm login nha các bạn. Sau khi các bạn login vào nó có một hình giao diện gì, các bạn bắt cái địa chỉ gửi thư gửi xe hay của mình vô các bạn. Các bạn thoát ra các bạn. Các bạn vào với chút wallet nè. Các bạn với nào cũng được, MetaMask với nào cũng được các bạn. Miễn wallet là được à. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn trở về đi. Các bạn bắt nha các bạn. Rồi các bạn bấm sell and nấy các bạn. Rồi add selfie. Vậy là mình nên lock thành công rồi các bạn. Nó có chương trình này rớt. Lít qua 3 vô gạch các bạn vào tới Redactor nha các bạn. Các bạn lấy đường. Mỗi lượt giới thiệu các bạn nhận được 1.000 UTL coin các bạn. Này rớt nữa nè. Các bạn lấy này chia sẻ cho bạn bè các bạn. Để mình coi mình nhận được bao nhiêu các bạn. Không biết tôi gạch. Các bạn bấm vào một KC nè. KC này không bắt buộc các bạn. Bạn nào muốn KC thì KC. Còn không KC cũng được nữa. Support Blockfi. Các bạn vô thông tin tra cá nhân. Hai ba. Rồi các bạn vào book farm. Rồi các bạn lít qua 3 vô gạch nha các bạn. Các bạn vào chữ mục xanh nè. Lúc thứ hai mình coi mình nhận được bao nhiêu các bạn. Rồi như vậy là mình đã nhận được
1600 UTL nha các bạn. VNED Payment. Rồi các bạn click vào phần link thứ hai của mình để tham gia giúp nha các bạn. Payment. Con này cắm cái đồng UGL này bằng việc login mỗi ngày các bạn. Mỗi các bạn login mỗi ngày các bạn nhận được 100 L UTL nha các bạn. Các bạn về login đi. Ngày nào cũng vô login nha các bạn. Rồi các bạn click vào phần link thứ hai mình để kiếm cái đồng UTL thêm các bạn. Đầu tiên các bạn điền đăng ký nè. Đăng ký một tài khoản. Đầu tiên các bạn đăng ký một cái tài khoản đây, các bạn nhận thêm UTL nha các bạn. Rồi các bạn quà UTL. Các bạn chia sẻ giới thiệu để nhận được 1000 UTL nữa các bạn. Các bạn login hàng ngày các bạn nhận được 100 UTL nữa các bạn. Rồi các bạn điền form nhận được 1000 UTL nữa các bạn. Truy chép chia sẻ giới thiệu. Rồi các bạn share bài này lên Facebook các bạn nhận được 1000 UTL các bạn. Các bạn làm nha các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Mình làm bên đây mình kết thúc là mình làm các bạn ơi. Nhưng mà làm nữa cái video này quá dài. 6 phút rồi. Đây mình đăng ký mình điện phơm các bạn. Sign up follow the UTL chain. Submit feed firm. Đầu tiên các bạn đăng ký feed name, last name, email các bạn làm theo hướng dẫn đó các bạn. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Rồi bạn follow.